Thưa quý vị, thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh có điều kiện nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, đội kiểm tra liên ngành văn hóa thông tin truyền thông 814 huyện An Phú vừa kiểm tra tình hình hoạt động dịch vụ karaoke, game online, tụ điểm hát với nhau, các câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn huyện. Tại mỗi nơi đến, đội 814 đã mời các cơ sở thực hiện cam kết tạm ngưng hoạt động, hướng dẫn treo bảng tạm ngừng hoạt động trước cơ sở, đồng thời cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí thực hiện tốt việc vệ sinh khử khuẩn tại cơ sở của mình thường xuyên, đảm bảo an toàn để sẵn sàng đón khách trở lại khi lệnh dừng tạm hoạt động kinh doanh của huyện được gỡ bỏ. Theo thống kê, trên địa bàn huyện An Phú hiện có 86 điểm cung cấp trò chơi điện tử, internet công cộng, 15 cơ sở kinh doanh karaoke, 72 câu lạc bộ đờn ca tài tử hoạt động trên địa bàn các xã thị trấn. Đến nay, hầu hết các cơ sở này đều thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19, tạm dừng hoạt động từ ngày 18 tháng 3.